trong tiếc nuối với Iran, Công Phượng nói một câu khiến 90 triệu người Việt bật khóc: xin đừng quay lưng. Trả lời báo chí sau trận thua tuyển Iran tối 12 tháng 1, tiền đạo Nguyễn Công Phượng chia sẻ anh và các đồng đội đang rất cần những lời động viên khích lệ từ người hâm mộ. Tối 12 tháng 1, tuyển Việt Nam đã thi đấu một trận đầy quả cảm trước tuyển Iran, đội bóng mạnh nhất châu Á hiện tại. Tuy nhiên, việc không tận dụng được cơ hội cùng sai lầm ở hàng thủ đã khiến tuyển Việt Nam phải nhận kết quả thua 2-0. Chia sẻ cảm xúc sau trận đấu, tiền đạo Nguyễn Công Phượng chia sẻ: đối thủ khá mạnh, đội tuyển Việt Nam đã cố gắng thi đấu hết sức mình nên không có điều gì để tiếc nuối. Trong một trận đầy khó khăn, việc có những tình huống ám sát khung thành đối phương là điều rất quý giá. Ở phút 52, nhận được đường chọc khe rất hay của Quang Hải, Văn Toàn tạo điều kiện để Công Phượng đối mặt. Nhưng cú dứt điểm của anh lại không đủ khó để đánh bại thủ thành tuyển Iran. Công Phượng chưa thể đem về bàn thắng cho tuyển Việt Nam trong trận gặp Iran. Không chỉ người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối mà bản thân Công Phượng cũng phải nghĩ ngợi khá nhiều. Bóng đá thì mình cũng không thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Nếu tình huống đó trở thành bàn thắng thì đội bóng sẽ có tinh thần tốt hơn, tiền đạo người Nghệ An tiếc nuối. Nói về trận đấu cuối cùng trong vòng bảng ASEAN Cup 2019 gặp tuyển Yemen, chàng cầu thủ sinh năm 1995 đầy quyết tâm. Trận cuối, Phượng cũng như các đồng đội cố gắng làm tốt nhất có thể để đạt được mục tiêu giành 3 điểm. Mong người hâm mộ tiếp tục cố gắng cổ vũ cho đội bóng để chiến đấu tốt ở trận cầu quyết định này.